xin chào cô chú anh chị đã đến với video của em ha. Hôm nay là em đang ở vườn cà pháo của anh Mừng nha anh chị. Thì trước đó thì em cũng có chia cái hạt giống cho anh Mừng anh trồng đó. Thì hôm nay anh trồng rất là đạt ha. Hiện tại là anh trồng cũng 9-10 tháng rồi. Và hôm nay thì anh cũng đang là xịt cái thuốc sâu cho cây cà pháo của mình nha anh chị ha. Thì hôm nay em đến cái mô hình cũng như là xem ảnh cách xịt nó như thế nào và cái khoảng cách trồng nó như thế nào ha. Thì bữa thì em cũng có ra rất là nhiều cái video rồi. Thì hiện tại là giống này là giống cà pháo trắng giòn nha anh chị ha. Chuẩn là bông tím trái trắng luôn. Anh chị cũng có thể là xem được nè. Đó, bông tím mà trái trắng nha anh chị ha. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi cái giống cà pháo này của bên em là nó chát hay là nó ngọt. Thì ở đây thì bên em là trắng giòn ngọt nha anh chị ha, chứ không phải là trắng giòn chát như cái giống mà của Thái Lan ha. Cái loại Thái Lan bây giờ nó mới ra anh chị, là cái trái nó chùm luôn, nhưng mà nó ăn nó vô nó bị chát nha anh chị ha. Thành ra là khi lái mà người ta mua anh chị là người ta sẽ ép giá của mình, người ta chê nha anh chị ha. Đó, anh chị có thể là hiểu về cái vấn đề đó như vậy. Cái này là ảnh trồng hôm nay cũng đã được 9-10 tháng nha anh chị ha. Ảnh đang xịt cái thuốc sâu, ảnh đang sử dụng cái chế phẩm là nano anh chị ha, với cộng những cái dòng thuốc sâu mà dạng cốm á, để ảnh xịt cho cây cà pháo của mình. Còn đối với mà những bạn mà xịt thuốc sâu nhiều lần là mà nó không hết á, thì anh chị cũng có thể sử dụng những dòng thuốc mà dạng nhuễn dầu. Nhưng mà khi mua nhuễn dầu thì mình phải là hạ liều nha, không là nó sẽ bị cháy lá trên cây cà pháo của mình. Và trồng cà pháo của mình thì anh chị cũng phải lưu ý là mình nên là để mình đi qua cái khúc này, anh Mừng anh đang xịt á, mình nên là đừng cho cái cây cà pháo của mình mà nó xanh quá xanh anh chị ha. Khi mà nó xanh quá thì cái lượng trái trên cây của mình thì nó sẽ không có năng suất. Tại vì cũng có mấy chị ở bên Long An á nói sao trồng nó cây nó tốt quá trời tốt luôn mà sao nó không ra trái đó. Do đó là cái vấn đề là đừng có tưới phân nhiều, mình cứ nghĩ là mình bón phân nhiều á là cây của mình nó sẽ tốt và nó sẽ trái nhiều ha. Cái đó là một trong những sai lầm nha cô chú anh chị. Ở đây nè, vàng này thì cũng hơi xanh anh chị ha, nhưng mà có xịt cái dưỡng cái chế phẩm mà nano vô á, trái nó to và bông nó nhiều và nó không có bị rụng nha anh chị ha. Đó, cái này thì cũng tương đối chứ cũng không có xanh mấy nha anh chị. Hôm nay đi một vòng cho anh chị xem. Hiện tại là em đang ở mô hình của Gò Công Đông nha anh chị ha. Mô hình này ở Gò Công Đông, ở ấp Láng gần biển Tân Thành nha. Đó, anh chị xem, còn bên đây là có nhiều cô chú là người ta đang trồng mô hình dưa leo mà cho bò lên cái ớt nha anh chị ha. Sau khi mà thu hoạch được cái ớt á thì trồng dưa leo. Còn đây là cà pháo nha. Cái này là trồng theo kiểu như là lâu năm luôn vậy ha, thời gian thu hoạch nó lên đến là 2 năm hơn luôn nha anh chị. Có nhiều người là ta trồng tới 4 năm luôn á. Ở cây nó lâu rồi cứ việc cứ tháng mình đi phân lần. Như anh Mừng anh nói anh 2 tháng là anh mới rải phân luôn á. Mà anh chỉ rải cái thằng ure thôi. Nó chứ anh không có rải cái gì luôn á. Chủ yếu là xịt sâu. Cái này quan trọng là sâu nha. Đó. Còn đây là những cái cây mà anh mới dặm lại nè. Đó, anh mới dặm lại thôi nha, mà nay cũng bùm rồi nè. Còn mấy cái cây này là cũ nha anh chị. Đó. Hôm nay đi quay tại vườn cho anh chị xem ha. Rồi em cũng xin được cái mến chào.